Mấy giờ thấy mấy đứa nhanh khỏe này, đứa nó tệ dạy mày. Đi qua đi chị ơi. Em không được không? Đang rồi, sắc luôn à. Hồi trước á, là nói rót cái nước ở đây mà răng trừ mấy đứa bỏ luôn rồi. Không không còn ly mà cũng không còn không còn bình luôn. Để nhiều khi mình rót với lại khách uống kìa. Cái là răng biết không? Mỗi lần khách hỏi miếng nước á, chạy xuống tốt chứ đáng lẽ phải để đây. Phải có rồi đó. Nhớ lại. Tao không nhé thôi. Tự xử. Cái mồm khỏe hơn tự xử. Mấy này là này có bỏ bình không rồi mà tao không nghe mùi thơm thơm như vậy. Tự tắt rồi chứ. Cái bình nó không sôi nhưng mà bình nước này. Bữa nay nó không sôi nữa. Sôi xíu xíu thôi. Bữa bóc lên bữa nay không lấy khói chứ. Dạ, nhiều kiểu như sử dụng nhiều lô rồi. Bữa nay có bình bưởi với nó cũng thơm lắm nè. Bưởi anh bay mùa hết. Mùa này thơm, mùa bưởi, bưởi khó mua. Phải đặt mua mấy cái này ở bên kia nè, quay nhiều thứ à. Mới nhớ nè, còn phải chăm chút của bên từng xí. Trang trí nó mới nhiều tiền, đủ thứ. Ví dụ em cưới xong là em tính vẫn đi làm đây đó hả? Rồi hắn ở đâu? Hắn ở đâu? Em chưa biết ông ở đâu nữa. Thế là có ở đang ngồi này không? Chưa biết ông ở đâu. Ông đi ra chắc là ở ngồi này nhưng mà... Thì đi, ví đi dụ... cưới rồi thì em không biết ông ở đâu nữa. Ông không liên quan tới ông ở đâu, em đi làm. Đấy là ta nói mày vậy, ví dụ như hai vợ chồng là ông ở đâu thì ông em thề ở chứ. Thì gần nhau thì thuê, còn không thì ghé riêng nữa thôi. Ghé bài. Thì đó, em nghe em thì ông Toàn nói chị biết đó, chị ở đâu mà chở chứ còn không có... Vui vậy, nghe hề hề. Chứ ráng cái gì thì không biết được, tới hồi nó cưới rồi nhưng cảm giác khác, thích ở gần hơn thì ai biết. Không, em nghĩ là em nó lá mà chị, nó có mưu tính hơn lâu.
Chị Bi mới đi rồi Bi. Thì tới tuổi đúng năm cưới thôi. Tại vì chị chưa biết là đâu ấy chứ. Lại thì chị đang học gì nè, nên chị đâu biết là đâu đâu. Học gì nữa? Đang học bên nha khoa. À, rồi chưa. Sao em đã biết ở đâu, nhiều khi lỡ mở ở trên cùng với chỗ thằng bạn hắn thì hắn đi đâu đó cuối tuần về chứ chứ lẽ em đi theo hắn lại nó làm chi. Có lấy tự nhiên chị dính dính vô chị thì dính được dính dính không được thì chị yêu cho ra cười gì nó nó cười thì sẽ thấy trong vòng khi bị cười là biết sẽ khác. Thì ta đang nói đó, còn khi mua cưới về à, rồi như khác. Chưa cưới thì nó nói là ở đâu cũng được, chứ cưới gì là em có theo anh. Một bên đeo bạn hai, nào theo bên thôi. Chứ được, chỉ có cái vụ mà ở riêng để được. Mình kiếm quen mà mới cho em thấy chị á, không gặp cũng quen nó thôi. Chị yên mà, mình cưới nó khó chứ. Cưới nó chán hơn. Yên cũng thấy bình thường, ít khi chán lắm. Mà chờ đó mà còn chờ được thì lấy chi gì chán. Chỉ do cứ bình bình nói chuyện chứ không phải lúc cao trào, lúc lúc thì nhạt nhẽo thì thành ra cái đứa đó. Thôi nói chung bình thường. Bình thường, cái lúc của nó cũng biết đâu. Chị nằm ở đó hả? Không lên không xuống. Nó lên bên hả? Lấy sao xúc sơ. Trời suy nghĩ đi, tới cưới rồi, biết được. Tới là nó cưới rồi. Nói chung là suy nghĩ của mình. Mình chưa biết ngày mai mình làm gì. À biết, bữa không thèm cưới nữa. Không, phải cưới cho chị. Không thì đừng có nói bậy đi. Nó ra là yên ế cả đời luôn. Như thế thiệt là chắc nhát yêu lại luôn á. Hay là chi là chị không nổi yêu lại. Không, kiểu như là không bình thường quá nên chờ muốn chia tay cho có cái gì gọi là thử cảm giác nữa. Đó, thử cảm giác là để lâu quá buồn mày thì còn bà Ly khi mô nhiều khi để lâu quá là dễ chưa là khi mô chưa là phải cũng phải ví dụ như 2 năm hoặc là 3 năm hoặc là răng chứ. Chị nghĩ là nên từ từ. Bà Ly chưa muốn hay là ra? Ly bà chưa muốn. Nhà trai muốn rồi hả? Không. Tất nhiên rồi. Vợ về xứ với mẹ luôn. Tự nhiên có vợ nó à. Có được lo lắng này kia đủ thứ trên xứng chứ cha ra không muốn. Và mình lấy xong là mình có một gánh nặng hết rồi hả? Mấy phút rồi anh bi làm bình thường đó đó, lấy xe đâu, lấy xe bi làm motor. Anh cho anh chụp đủ thứ trò cái nó cưới rồi. Không làm đủ thứ được cái gì đâu. Chung là chị lo anh bi là đi từ lạc lạc đi lên. Phần ông đi lên chỗ mua. Ông đi lên mình với chị đó.
lặng lặng vậy, ổng sướng từ nữa trừ. Không có lo gì đâu. Bây giờ em sướng hả chị? Không có sướng, không có cực đâu. Còn là chị không. Không có cái chi. Không lo một cái chi. Cơm có ăn ngày mai cũng bình thường. Thì ví dụ có đói không cũng lo. Tính không lo. Nói chung là bản thân ông tự lo bản thân ông thôi. Chị thì chưa giờ lo được cái gì. Nói chung chị chưa cầm của ông được 1.000, dùng 1.000. Tôi không cầm của chị không. Thiệt mà. Quân chi bà? Tự nhiên nghĩ quân. Là ráng. Chị nói chị không cầm lấy chị con bi. À, mày nghĩ bay á. Ta lại. Đi không đâu, đi không đâu. Thôi lui con mẹ. Cái con tay gì đó rồi.